Ba thì không dám thích, chưa dám thích. Rồi còn giặt đồ. Đẹp quá. Thôi mình trúng số đi. Quan cảnh sinh nhật thôi. Mọi người ngồi ăn thoải mái nè. Đó. Thì nói chung bận rộn thì mình đặt đồ ăn xong rồi á, mình đem ra đây. Rồi có hồ bơi này nữa. Ai muốn bơi thì bơi. Bán tiền không? No, actually thì khoảng 3 tiếng mấy đó. Tại vì tính vận tốc là 20-25. Đạp xe mà hết rồi. Không, nhưng mà cái cung đường hôm nay có Quang nè, Thơ nè. Mà đua chuyên nghiệp thì nó cũng chỉ tầm khoảng 150-200 cây. Happy birthday Khôi nha, Khôi. Happy birthday Khôi. 100 tới 200 cây một chặng thôi. Có chị Duy. Có thể nó đua vòng quanh nước Pháp hoặc là đua một cái chặng nào đó. Là sao? Không ăn mà đứng ngoài. Tầm đó. Thậm chí là đường đèo nó chỉ khoảng chừng dưới 100 cây thôi. Một lần vậy là tới chồng của Trang. Mấy 3000 cây thố nó nhiều chặng. Hậu. Hậu ơi. Đây. Hello. Quay video. Ăn vui vẻ nha. Ryan, con lấy đồ ăn ăn đi con. Đi chỗ với cà phê nó mới phê. Hả? Này mà cái gì cái này cái xương garlic noodle, you like garlic noodle hả? Garlic noodle đó, ngon lắm. Chọn cái cà phê là sáng tạo hơn khi là ý tưởng kinh doanh mới. Cái gì anh Nam? Bà bia chọn cái cà phê coi chứ chừng lại thành ý tưởng kinh doanh mới. Nó kể khi Nam về dễ ăn vũ. Xong rồi dễ ăn. Lại tiếp tục. Đi qua tiếp. It's fun. I like it. This is funny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hello, why? Hi. 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 Hi
đây, thiện thiện quà đó, mình có cái quà gì? Cái gì? Cái quà chút xíu thôi. Cái gì? Cái quà mà nếu mà đúng dịp sinh nhật mà bác mà có gì mà được chứ thì chúc mừng. Con ngồi. Cưng luôn cho rồi đi. Hứa chứ. Cưng luôn cho rồi. Thế vì lớn tuổi hơn rồi thì quà nó phải lớn hơn. Sau khi dọn dẹp sinh nhật xong thì cả nhóm rủ nhau đi coi nhà, những cái nhà mẫu ở trên khu Orchard Hill ở Oakville luôn. Thì mời cả nhà cùng đi xem nha, để xem nhà khu này là kiểu giống như là họ xây mới hết, họ build mới từ đầu đến đuôi luôn. Thành ra người nào mà giống như là cả nhà mình, ai mà có thích nhà mà kiểu như mới tinh luôn á, thì tới cái khu này họ xây nhà theo kiểu mới rất là hiện đại và đẹp. Này thì sẽ ở trên một cái ngọn đồi như vậy. Các bạn thấy nhìn ở hai bên không? Thì nhà nằm trên một cái ngọn đồi cao cao vậy đó. Khu này là khu nhà mới ở Oakville. Bây giờ Thao đang đi trên đường mà đi vào cái chỗ mà nhà mẫu để mà mình coi. Mình quay lại anh qua phía đây luôn anh, mình qua đây mình quay lại để mà mình nhớ ba căn hả Trang? Ba căn, căn này là rẻ tiền. Là giống y chang vậy đó hả? Nếu mà xây thì y chang vậy hả? Cái căn này thì nhiêu Trang? Không, Vũ đang coi chắc cũng khoảng nhà mới nó sướng nhỉ. Nhà cũ chi nó mệt. Nhà mới. Cái tầng nó cao nào. Qua đây nè, thầy hậu bên đây nè. Cái trần cao này. Wait, you know. Dễ quá hả? Cái này khoảng nhiêu Vũ? 2.1 2.1
was so embarrassing. Cái tủ lạnh đó là option. Này sub zero ha. Cái này cũng option này, cái này nó cũng hay lắm á. Nếu mà chị không thích cái này á, đóng này lại nó sẽ đi cửa này, đồ cái cửa này nó mở ra. Nên nó để trong này cái đồ mà nấu cái lò. Chút họ qua căn 2 mình sẽ thấy. Chút họ qua căn 2 mình sẽ thấy. Đẹp quá ha. Cái này là chuyên về rượu ăn. Cái này là chuyên con bỏ rượu. Cái này căng xấu nhất của nó. Xấu nhất. Không thiệt, mấy căng bên kia đẹp hơn. Nó gà ra nó bóng lại. Tủ lạnh đã ha. Bỏ đồ đã luôn. Cái này thì đây là có giá đây nè. Rồi cái đó ngang nhau. Đó là nên để cái này nó luôn. Được ha. Đẹp quá. Nhà mà thay sao thay cái kiểu mà giống modern ha. Vũ 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 ơi. The powder room ha. Cái này á là những cái tường như vậy là option hay là standard option, luôn? Option. Ồ, nhìn là option rồi, tại vì nhìn nó thấy rất là luxury á. Nhưng mà đúng lý ha, nó phải làm standard để cho mình. Nó che được cái cửa và cái toilet luôn. Đúng rồi, nó không muốn điện. Nó vào một lúc là vào luôn. Nhưng mà cái diện tích thì exactly như vậy. Nhưng mà những cái bên trong thì nó khác nhau. Đổ thì nó thấp hơn. Ra đây. Ba cái thêm mỗi năm này cái năm này. Cái này thêm một cái phòng tắm này anh. Cái này mình có thể làm phòng ngủ hoặc phòng tắm. Phòng tắm ngay dưới bếp luôn nè, ngay ở ground floor luôn. Phòng này cái phòng để đọc sách thôi ha. Đọc sách đó, làm việc á. Còn làm việc nhìn ra ngoài đường. Ủa, có cái chanh nữa. Nãy nghe nó có một phòng ngủ dưới đây nữa mà. Phòng ngủ hả? Đâu có. Nãy nghe Trang nói mà. Phòng này thôi đó. Đây nè, phải không? Vậy là có thôi này, cửa đi vô. Hả? Đi vô. Cửa này cái gì? Ô này, sao ơi? Trời ơi. Sao? Đi đâu hả? Cái này kho mình muốn bỏ gì mình bỏ. Rộng ghê.
Đẹp quá ha, nhìn xuống đây đẹp quá. Mình vô đây cái phòng đầu tiên đã không? Cái đó thấy được biển, cái phòng đầu tiên không? Cái này là master bedroom nè. Okay. Nhìn ra phòng sau nè. Phòng này nhìn ra phòng sau á. Trời, cái phòng mà tan tuy tương tương lắm. Cái master nó đẹp lắm. Ui, tiền. Cái này là men măng của nó. Men măng là rẻ nhất. Mình đi thì rẻ tiền nhất là từ từ nó nói. Đáng lắm. Cắt đi, trời đất ơi. Chết luôn. Tự nhiên thấy trăm đô như thế đó. Chỉ có cái trăm đô đó. Ờ, phòng tắm đẹp không? Đá Tây Ban Nha, đá Granite, đá ma bù, ma bù, đá ma bù, mình ốp ở nhà, nhà ốp nhà đi làm bao nhiêu tiền, không thích không? Trời ơi, 2 triệu mới. Thích mà có được hay không? Nhưng mà mình có biết là cái này là standard hay là cái gì? No, mấy cái này là mình phải upgrade thêm. No, nhưng mà ý thôi đó là tại sao họ để nó standard để mình... No, nó phải để vậy cho mình rụng rực lên. Ờ, chỉ cho nó rạo rực lên. Vô là mấy thấy để standard cho mình thấy đúng không? Để mình coi có gì. Ơi, toàn là đá rồi không à. Cẩm thật. Trời, có ai không tự nhiên chui cái chui ở trong đó không sao? Đi qua căn thứ hai chưa? Đi qua còn phòng khác nữa. Phòng khác nữa, hết rồi. Hết rồi. Nó có 2 phòng ngủ. Một căn dưới nữa. 2 phòng ngủ. Cái bản phòng dưới là xếp như là văn phòng chưa coi. Đi coi đi. Cái này là chiếc living area. Rồi, phòng giặt đồ đẹp quá. Thôi mình trúng số đi. 2.1 hả? Nhà 2.1 hả? Rồi, qua đây. Ủa này có 2 phòng ngủ thôi hả? Bây giờ ba nhưng mà ý mà bây giờ hiện tại bây giờ nhà mới bây giờ là mỗi phòng ngủ là 1 phòng tắm. Ừ. Ôi đẹp quá. Làm đẹp quá ha. Làm kiểu mới đẹp ha. Ừ. Ôi đẹp quá. Hai phòng. Còn cái này là gì? Bình đồ thôi. Còn bên đây hình như giặt đồ. Giặt đồ nè. Rồi giờ vô đây. À, 3 phòng ở trên hả? Ừ, 3 phòng ở trên. Ở dưới đâu có hả? Tắm đâu luôn nè. Ở dưới có phòng không? Có, nãy đó. Cái phòng mà làm việc á. Phòng đó nè. Trong mỗi phòng là đều có phòng tắm luôn. Đi hết rồi kìa. Ừ. Đẹp quá. Rồi thôi đi. Mọi người đi hết rồi. Có bức tranh của nó là dài thôi nè. Ừ. Chỉ là bức tranh thôi là chỉ sọc nữa thôi. Rồi đây là cái căn nhà mà rẻ nhất ở đây là 2.1 triệu. Bây giờ mình đi qua căn nhà thứ hai, mắc hơn một chút. Đúng rồi lại. Anh hẹn rồi, 6 giờ. Ừ. Thoải mái. Ừ. Rồi mình qua. Bên ngoài nó là gì? Ừ.
garage. Lớn ha. Ừ. Để căn thứ hai ha. Resident 2. Dưới đất ha. Một phòng dưới đất nè. Đã ghê không? Và phòng này có phòng tắm luôn. Đó, nguyên một cái bathroom ở dưới luôn. Đó là vừa vô đó. Rất nữa ha. Rồi, này là cửa. Cửa đi vô nãy nè. Đây cũng kho giống nãy á. Rồi, kho giống nãy. Kho giống nãy, ở đây thì là một cái powder room. Không có phòng tắm. Còn đây là gì? Garage hay gì? Garage. Chị chở giò. Rửa cá, rửa tôm gì á. Cái này là chỉ thường thường nấu được cái nào mà hôi chứ mình vậy suốt lúc nào cũng hôi hết trơn bên đây. Đâu, đóng cái này lại rồi nó bay ra ngoài. Thôi có cái pantry đã chưa? Trời, hai cái bếp riêng luôn á. Hai bếp luôn. Rồi, bếp cô, bếp ướt. Cái nhà hiện đại là nó như vậy để cho nó tránh cái mùi vô trong cái phòng. Cái nhà hô cá hô đồ, bếp bếp khô cái bếp ướt. Con kho cá luôn ra, nó còn đóng cái cửa lại. Cái nhà này thì bao nhiêu Vũ? 32. À, thì hơn trăm ngàn. Nhưng mà nó 100 nhưng mà có một cái phòng ở dưới. Đúng rồi, có nhà kia có phòng ở dưới luôn. Nhà nào cũng có. Bên này nó bự hơn tí xíu. Nhưng mà nhà ở đây thì nó có cái bếp bên đây. Bên kia là đúng rồi. Cũng là của phòng ngủ nhưng mà nó không gian nó rộng hơn. Đây có cái lò sưởi bên ngoài. Tức là cũng mắc tiền hơn lắm. Ôi coi cái phòng khách nè, đẹp dễ sợ. Cái này nhưng mà cái này nó trang trọng. Nào đi nhà vô. Cái hồ bơi là cũng standard. No, no, option. Cái này cũng option luôn. Family room hả? Không gian này cũng đẹp quá. Cũng như ngồi làm việc á. Rồi, bây giờ quên cái này. So impressive.
Hơi nóng quá trời nữa hả? À, hơi thì giống như hơi nóng, nó hút ra. Ừ. Nó lấy cái lạnh mà. Hô hao thì nó mạnh lắm. Mở cửa. Cửa tốn điện phải không? Cửa thì dùng AC. À, là nó để cho nó acid hả? Nó hút ra. Nó hút ra. Thì cái AC của mình đỡ. Đỡ. Như tại vì trong khi khi mà nó rơi ra nó sắp trên đó nó nằm đó thì chạy AC chạy miết còn nó không nhả nó hút ra, còn cái này nó hút ra. Cái trần ở nhà nó cao thoáng, nhìn trông đẹp hẳn thoáng ha. Còn bên đây đây phòng nữa nè, phòng thứ hai đây. Ừ. Đẹp ha. Nó trang trí đẹp quá. Ừ, trang trí đẹp. Đây có một cái toilet. Ở phòng có toilet riêng ha. Cái nhà này giống như y chang vậy, mà ở nội ở Kerry á thì chỉ có khoảng 700,000 thôi. Mà đây là 2,1 triệu là gấp ba. Ừ. Anh nhớ bữa mình đi coi không? Ừ. Thao cũng có chiếu video cho cả nhà mình xem, nhà ở North Carolina. Exactly luôn. Mà nó cũng đẹp giống vậy luôn, nhưng mà khoảng 700,000. Ừ. Đây là khoảng 2 triệu mấy. Đây là phòng thứ hai nha. Kỳ đó mình coi là Holly Springs chứ không phải Kerry nha. Ừ, thì cũng gần gần đó. Mình vô đây là một phòng thứ ba. Phòng thứ ba có phòng tắm luôn. Đẹp ha. Ừ. Mà bên kia thì cái màu của nó nguồn vàng, nó đẹp hơn. À. À. Phòng đồ thì nó chật hơn nè anh. Ừ. Phòng thay đồ chật hơn. Phòng thứ ba đó, rồi xong á. Phòng thì bỏ xuống. Đi hết rồi, đi ra ăn kia rồi. Cái này giống như là một cái suite trong một cái công.
này là nhà này là 2.3 nhà. Mười tám mẫu cho ha. Nó cái cửa này là giữa đi ra đi. Nó đóng lại. Đóng lại được. Được cho 4 phòng, xe phòng á. Để xe phòng nữa hả? Đây phòng tắm nè. Ồ vậy là dưới nhà có 2 phòng lận anh. Không, có 2 phòng luôn. Một phòng tắm ha. Hello. Yeah, it's private suit. Ở đây cũng là storage. Ở quá tết này anh. Nghe bếp. Nghĩ gì đó. Trong này là gì ta? Hàng chế hả? Trong nhân là quá trời space luôn. Trời ơi. Có cái nhà này rồi quay nấu ăn dưới tiếp đã luôn. Người ba gia đình làm 300 dưới tiếp đi. Là hàng xóm luôn. Cái gì hắn mà còn cái này nó xây cái waterfall, nó xây hết này thì nó cái này á, nếu mà chỉ muốn waterfall cái này đi anh nghĩ mình khoảng at least phải tay thôi. Vừa rồi. Có sẵn thôi. Nếu mà cái lõi sẵn thượng thêm thì thêm 100 ngàn. Wow, ok ha. Đi lên coi, đi ra ngoài coi nữa nè, chưa có ra ngoài nữa nè. Cái này là hai bên nó mở ra hết. Rồi cái view này ban đêm chắc đẹp lắm ha. Ơi. Ba thì không dám thích, chưa dám thích. Trời ơi. Gái mà nó có mấy cái phòng này nó mê ha. Dễ thương. Quá dễ
thêm đây nữa anh. Đây là phòng tắm. Đây là phòng thay đồ. Ít kệ ha, mua thêm kệ bỏ vô. Này chắc một phòng nhỏ thôi. Phòng thay đồ. Thôi mình gọi mình coi mình bắt trước. Mình coi bắt trước cũng được. Mà mướn mướn thì nó cũng đắt hơn nhưng mà nó nhà giá trị. Giá trị hơn. Đây là phòng anh gặp ủ này. Master hả? Nó lại cái ceiling đây cũng đẹp nè. Cái ceiling này đẹp ghê, bắt vô làm đơn giản. Này master nè. Master bên này. Em bắt trước nè. Em bắt trước nè, em sơn cái này. Ồ, đẹp hơn hả? Ừ. Đẹp quá. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Cái này option coi, đây là ừ thì cái này là trong này là option. Mình thấy cái bên là của đàn bà đây là đàn ông. Master là của bên chồng bên thợ. Collection. Anh chỉ học đưa offer đây anh duyệt. Cho em làm như cái anh là người creator vậy. Ôi trời ơi. Ôi ơi. Vợ chồng anh Dung đi Cà Tàu mà thấy đẹp cũng duyệt. Quá chết luôn. Ông mà bây giờ thấy tôi không nhầm nó. Không lâu cái giá rồi. Cái này nó giá rồi. Bảo năm tư lại nói không dẫn được là gửi tư ghét giá số 14 không có được. Bây giờ nó chồng đi. Cái nhà này 200 mấy. Cái này 2 triệu mấy. Mà nhà thì thấp bé mà bà chảnh cứ ngồi chảnh tới chảnh lui ngồi cả những người. Mà ngồi cứ hồi hộp biết được hay không? Không mà cái đích đình nó mệt lắm hả? Còn cái này như mình trả tiền mặt trả tiền gì đây đâu. Không nhưng mà trên có nghĩ là hồi trước nó giá khác mà bây giờ nó lại giá khác mà tăng lên rồi đó. Ấy nó có tăng chứ. Nó tăng lên. Nó đâu phải là cái chứ không nhưng mà không phải outrageous. Thôi bây giờ Trang phải đi party của Trang rồi. Ok. Đi luôn đi. Không phải cả bên kia nữa. Ừ. Đi luôn. Tại em có hẹn, em có hẹn đi với bạn rồi, đó chứ. Đi lên đi về nhà nào. Lập sao có biết nó đang nào. Bây giờ đi. Có cái cửa đi nữa nè, cái cửa đi ra ngoài đi.
cái tường suốt ở đây hoặc là cái cửa ở chỗ. So pretty. Mấy tiếng mình qua bấm từ đây về nhà hết bao nhiêu? Nửa tiếng nhưng mà mình chạy cái 40 phút. Về nhà qua từ đây hả? Dạ, vì con rốt. Dạ. Thì con mua vui cũng được để cho đi đi lại lại cho nó dễ thoải mái. Chứ mà phụ thuộc vào những cái khách nó cũng lâu lâu có chuyện. Thao thấy cái gạch này đẹp chứ sao ha? Con cũng chơi chơi chơi. Hả? Con nói sao con giống giống thằng Trang vậy? Thì cái này cũng thấy thằng Trang. Mời mời mọi người vào nha. Ủa? Oh, it's Resident Sport? Wow! No way! Oh, I like this one! Rồi cảm ơn nha Vũ. À, có gì gặp lại. Rồi bye bye Vũ. Ok bye. Rồi bye nha Trang. Ôi, cái tủ lạnh bự ha. Cái số 3 á, cái số 3 đó. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video này. Hãy ủng hộ Thao bằng cách bấm nút like
hoặc là đăng ký kênh cho Thao để nhận được những video mới ra. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.